Chiều ngày 20 tháng 10, trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức diễn đàn thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên, giúp các đoàn viên ưu tú hiểu hơn về Đảng và thúc đẩy tinh thần phấn đấu trở thành đảng viên. Diễn đàn thanh niên với Đảng với thanh niên với Đảng là một hoạt động được Trung ương Đoàn tổ chức thường niên nhằm triển khai sâu rộng tới các cấp bộ đoàn cả nước, mang lại những hiệu ứng tích cực, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên về công tác phát triển Đảng trong học sinh sinh viên, giải đáp thắc mắc cho đoàn viên ưu tú, hiểu về những quy định, quy trình, thủ tục liên quan đến công tác kết nạp đảng viên, điều kiện phấn đấu để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sự sôi nổi của diễn đàn Đảng với thanh niên với Đảng khiến chúng ta thấy sự cần thiết phải hiểu hơn về Đảng, về hình thành, để từ đó hình thành ước nguyện được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Diễn đàn thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên là cơ hội để cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thể hiện tiếng nói của mình, đồng thời là dịp để đoàn thanh niên với cấp ủy Đảng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên trẻ, đặc biệt là trong khối trường học. Tại phần thứ nhất của chương trình, các đoàn viên, học sinh đã được lắng nghe đồng chí Nguyễn Minh Hùng chia sẻ về tầm quan trọng của việc xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam sống có trách nhiệm, có khát vọng, lý tưởng, dám dấn thân và cống hiến cho Tổ quốc, cộng đồng và xã hội. Tại phần tọa đàm, đồng chí Phùng Thúy Oanh, chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, quận ủy viên, phó trưởng ban thường trực tuyên giáo quận ủy Đống Đa và đồng chí Cao Thanh Nga, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ và giải đáp những thắc mắc về công tác phát triển đảng viên trẻ trong khối trung học phổ thông. Đồng thời, khuyến khích các bạn học sinh tích cực tham gia các hoạt động mà đoàn trường hiện nay đang triển khai để hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh có nguyện vọng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sẽ được tính là các con là có là năm cuối cấp và có ngày sinh, tháng sinh từ tháng 1 đến hết tháng 7 của năm học đó. Trong quá trình rèn luyện phấn đấu, các con khó ở đâu, các con mong muốn những điều gì, các con muốn cống hiến cái gì cho nhà trường, thì nhà trường luôn luôn tạo mọi điều kiện để cho các con được rèn luyện bản lĩnh của mình, rồi thể hiện cái năng lực, cái tài năng của mình, thể hiện rõ được cái vai trò của mình, cái sự tiên phong của mình nếu mong muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua diễn đàn, quận ủy Đống Đa cũng đã lắng nghe và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú. Đây sẽ là tiền đề cho những bước phát triển mới của tổ chức đoàn thanh niên trong trường học. Đặc biệt, quận ủy Đống Đa cũng sẽ xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện để thế hệ đoàn viên thanh niên quận trở thành nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đội quân dự bị tin cậy cho tổ chức đảng.